cao tốc Tử Thần không đảm bảo tiêu chuẩn quốc tế, trách nhiệm thuộc về ai? Mục tiêu của Bộ Giao thông Vận tải là tới năm 2025 sẽ có thêm 3.171 km và năm 2030 sẽ có khoảng 5.000 km đường cao tốc đưa vào khai thác và sử dụng. Tuy nhiên, vấn đề chất lượng của các tuyến cao tốc đã hoàn thành hay các tuyến cao tốc xây dựng chưa hoàn chỉnh mà đã được đưa vào khai thác không chính thức, thường xuyên xảy ra tai nạn là điều đáng lo ngại. Tờ báo Việt Nam Express Online vào ngày 18 tháng 2 đưa tin tai nạn liên hoàn trên cao tốc Cam Lộ La Sơn, ba mẹ con tử vong. Bản tin cho biết sáng ngày 18 tháng 2, trên tuyến cao tốc Cam Lộ La Sơn, Thừa Thiên Huế, một ô tô 7 chỗ vượt phải va vào xe container sau đó lao sang làn cao tốc ngược chiều và bị xe tải tông trúng khiến ba mẹ con tử vong vào sáng ngày 18 tháng 2. Nút cổ chai trên cao tốc Cam Lộ La Sơn rất nguy hiểm. Buổi chiều cùng ngày, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã gửi lời thăm hỏi chia buồn tới gia đình nạn nhân, đồng thời yêu cầu công an khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ tai nạn, xử lý nghiêm vi phạm. Trong công điện của Thủ tướng vào ngày 18 tháng 2 đã yêu cầu Bộ Giao thông Vận tải phối hợp với các cơ quan rà soát tổ chức giao thông hợp lý trên cao tốc Cam Lộ La Sơn và hệ thống giao thông cả nước, nhất là đối với cao tốc chỉ có hai làn xe, không có làn dừng khẩn cấp. Được biết, cao tốc Cam Lộ La Sơn dài 98,3 km kết nối tỉnh Quảng Trị với tỉnh Thừa Thiên Huế. Tuyến đường này đã được khánh thành vào giai đoạn 1 ngày 31 tháng 12 năm 2022 với tốc độ cho phép vào khoảng 60 đến 80 km/h tùy đoạn. Đây là một trong năm cao tốc trên cả nước hiện chỉ có hai làn xe, mặt cắt ngang 12m, một số đoạn vượt rộng 23m, 4 làn xe. Dự kiến sau năm 2030 cao tốc này được mở rộng lên 4 làn. Tuyến đường này từng xảy ra một số tai nạn, gần đây nhất là vào ngày 18 tháng 12 năm 2023, hai xe container đối đầu dính chặt và bốc cháy tại đoạn qua thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế. Tai nạn này khiến một tài xế tử vong tại chỗ, hai người khác bị thương nặng. Sau tai nạn nghiêm trọng vào sáng ngày 18 tháng 2, trên cao tốc Cam Lộ La Sơn, làn truyền thông nhà nước dẫn nhiều ý kiến cho rằng lỗi do tài xế xe ô tô con cố gắng vượt xe phía trước. Trên mạng xã hội cũng như trên các diễn đàn về ô tô đã có hàng trăm ý kiến phân tích cách xử lý của tài xế xe con. Theo đó, hầu hết cho ý kiến đều cho rằng nguyên nhân ban đầu do tài xế xe con đã vượt ẩu. Một vụ tai nạn trên cao tốc Cam Lộ La Sơn Thừa Thiên Huế, thiết kế chỉ có hai làn xe, không có giải phân cách cứng. Tuy nhiên, theo giới chuyên gia, khi xem video clip lẫn ảnh chụp toàn cảnh bằng flycam về vụ tai nạn thì thấy nguyên nhân chính là do chất lượng tuyến đường cao tốc Cam Lộ La Sơn không đảm bảo theo tiêu chuẩn. Nhà báo Nguyễn Hồng Lam trong status quá hẹp không hiểu nổi trên trang Facebook cá nhân đã nhận xét: đường cao tốc như mỗi bên chỉ một làn xe, không có giải phân cách cứng giữa hai chiều là nguyên nhân gây ra tai nạn. Nếu mỗi bên hai làn đường rộng hơn đủ để tránh và khoảng cách nhập làn đủ xa theo tiêu chuẩn, xe con sẽ không tự lật. Nếu giữa hai làn có giải phân cách cứng, xe con cũng không bị hất bay qua làn ngược chiều để bị đâm tiếp sau khi lật. Tai nạn nếu có cũng chỉ xảy ra ở một chiều, tổn thất cũng giảm vì không còn xảy ra liên hoàn ở cả hai chiều. Trong trường hợp này rõ ràng mức độ thảm khốc tăng do thiết kế đường quá bất hợp lý. Công luận cho rằng cùng mang tên đường cao tốc nhưng cao tốc ở Việt Nam không đảm bảo tiêu chuẩn quốc tế mà mang màu sắc đặc thù của cao tốc Việt Nam, để rồi 300 km cao tốc ở miền Trung lại có kiểu đặc thù riêng kiểu miền Trung không giống ai là điều hết sức tùy tiện và nguy hiểm. Mà cao tốc Cam Lộ La Sơn Thừa Thiên Huế là một ví dụ. Cao tốc này chỉ có hai làn xe và không có giải phân cách cứng, suốt chiều dài gần 100 km, cứ khoảng 5-8 km mỗi bên lại biến to thành hai làn để cho xe vượt, rồi từ hai làn mỗi bên lại nhập thành một. Một trạm công tác của lực lượng cảnh sát giao thông Việt Nam. Đó là một trong những lý do liên tiếp xảy ra tai nạn, và dĩ nhiên khi gây ra tai nạn chết người, tài xế sẽ bị bắt giam và khởi tố, nhưng việc thiết kế cao tốc không đúng tiêu chuẩn thì lại không ai có lỗi. Không ai chịu trách nhiệm, người ta dễ dàng viện dẫn lý do đang thi công ở giai đoạn 1. Công luận thấy rằng cao tốc Cam Lộ La Sơn
mới đưa vào sử dụng nhưng đã xảy ra nhiều tai nạn. Để ngăn các tai nạn thảm khốc có thể xảy ra tương lai, cần đóng ngay đoạn cao tốc Tử Thần - Cam Lộ - La Sơn này để điều chỉnh, sửa lại thiết kế cho hợp lý, đồng thời yêu cầu Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải cần vào cuộc để điều tra làm rõ trách nhiệm từng người, từng tổ chức. Ngoài ra, việc Bộ Công an đã huy động một lực lượng cảnh sát giao thông quá lớn trong dịp Tết Nguyên đán để tham gia chiến dịch thổi nồng độ cồn, kiếm bánh mì là điều bất hợp lý. Tại sao không bố trí một bộ phận cảnh sát giao thông giám sát ở những cung đường dễ xảy ra tai nạn để đảm bảo an toàn cho người dân? Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo .de với bản tin Cao tốc Tử Thần không đảm bảo tiêu chuẩn quốc tế, trách nhiệm thuộc về ai? Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .de. Từ Lê Duẩn chống tàu triệt để đến sự đầu hàng của Nguyễn Văn Linh. Sự vô trách nhiệm của ban lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam đối với những anh hùng, tử sĩ đã ngã xuống để bảo vệ Tổ quốc trong cuộc chiến chống quân xâm lược Trung Quốc là một điều ai cũng thấy. Sự thờ ơ của lãnh đạo cấp tứ trụ đương nhiên không chỉ là việc họ không đến thắp hương tưởng niệm, mà họ còn không dám mở miệng nhắc đến sự kiện lịch sử này. Trang nhất báo Quân đội Nhân dân phát hành vào ngày 17 tháng 2 năm 2024 không dành một dòng nào để nói về cuộc chiến biên giới chống quân Trung Quốc xâm lược vào ngày 17 tháng 2 năm 1979. Hình ảnh trang nhất của báo Quân đội Nhân dân vào ngày 17 tháng 2. Dư luận xã hội đã nguyền rủa rằng đây không chỉ là sự phản bội lại nhân dân, mà cho thấy thế hệ lãnh đạo đảng ngày nay sẵn sàng phản bội lại lớp tiền bối của họ để bảo vệ lợi ích nhóm và quyền lợi cá nhân. Mà đỉnh cao là sự kiện hội nghị Thành Đô khi ban lãnh đạo Việt Nam chính thức đầu hàng Trung Quốc một cách nhục nhã là một minh chứng. Tổng Bí thư Lê Duẩn được đánh giá là một người chống Trung Quốc cực đoan và triệt để. Nhưng sau khi ông Lê Duẩn qua đời, Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh đã quay ngoắt 180 độ. Đến nay, Đảng Cộng sản Việt Nam đều coi Lê Duẩn và Nguyễn Văn Linh là những nhà lãnh đạo kiệt xuất đã cống hiến cho đất nước mà Đảng không cần phân định đúng sai. Công tội là điều hoàn toàn mâu thuẫn. Nếu Lê Duẩn chống tàu vì lợi ích, vì chủ quyền quốc gia thì Nguyễn Văn Linh là những kẻ bám đuôi tàu, phải bị coi là những kẻ bán nước. Ngược lại, nếu Lê Duẩn chống Trung Quốc một cách mù quáng, cực đoan, khiến cuộc chiến biên giới kéo dài hơn 10 năm, đẩy đất nước đến tụt hậu và bế tắc, thì Lê Duẩn phải bị coi là tội đồ. Các tư liệu lịch sử tuyên truyền của nhà nước Việt Nam hay dẫn câu phát biểu của Tổng Bí thư Lê Duẩn như sau. Tại sao Trung Quốc đô hộ Việt Nam 1.000 năm mà không đồng hóa được ta và người Trung Quốc chưa bao giờ giấu giếm tham vọng ấy? Dù rằng trong suốt cuộc chiến ác ý thức hệ vào năm 20 năm từ 1954 đến năm 1975, Trung Quốc là một quốc gia đồng minh đã chi viện và giúp đỡ rất lớn cho Bắc Việt. Nhưng Tổng Bí thư Lê Duẩn vẫn kiên định lập trường, chừng nào tôi còn ngồi đây thì tôi không cho một kẻ nào nghĩ trong đầu rằng có thể cướp được đất nước Việt Nam này. Đỉnh điểm là Hiến pháp vào năm 1982 sửa đổi dưới thời Lê Duẩn làm Tổng Bí thư đã nêu đích danh bá quyền Trung Quốc là kẻ thù trực tiếp và nguy hiểm của cách mạng Việt Nam. Sau khi Lê Duẩn qua đời, người kế nhiệm ông là Nguyễn Văn Linh. Ban đầu Nguyễn Văn Linh vẫn đi theo đường lối chống Trung Quốc của Lê Duẩn. Lúc đó Việt Nam đang bị thế giới cô lập và cấm vận sau chiến thắng năm 1975 và phải dựa vào Liên Xô và khối Đông Âu. Đến cuối thập niên 1980 và đầu thập niên 1990, sau khi Liên Xô tan rã, phe xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu sụp đổ, không còn chỗ dựa, Nguyễn Văn Linh từ bỏ quan điểm chống Trung Quốc của Lê Duẩn, quay ngoắt sang đầu hàng Trung Quốc một cách vô điều kiện. Nội tình của gặp lãnh đạo Việt Nam và Trung Quốc tại Thành Đô. Hồi ký của ông Lý Gia Trung, cựu cán bộ Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam tiết lộ như sau. Vào ngày 5 tháng 6 năm 1990, qua sự nỗ lực của nhiều bên, Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh đã hội kiến Đại sứ Trung Quốc ở Việt Nam Trương Đức Duy tại nhà khách Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Trước tiên, Nguyễn Văn Linh nhờ Đại sứ Trương chuyển lời hỏi thăm của ông tới các đồng chí lãnh đạo Trung Quốc Đặng Tiểu Bình, Giang Trạch Dân, Lý Bằng,
ông Nguyễn Văn Linh nói trong thời kỳ Việt Nam kháng chiến chống Mỹ, ông từng nhiều lần đi Trung Quốc đã gặp Mao Chủ tịch, Thủ tướng Chu Ân Lai, Đặng Tiểu Bình là những người cùng thế hệ với Hồ Chí Minh và Nguyễn Văn Linh là học trò của họ. Vẫn theo Nguyễn Văn Linh, trong thời kỳ cách mạng và kháng chiến, cũng như trong nhà tù của kẻ địch, ông luôn luôn học tập và nghiên cứu trước tác của Mao Chủ tịch bàn về cách mạng dân tộc dân chủ, được lợi không ít. Việt Nam thực thi học thuyết chiến tranh nhân dân là học tư tưởng chiến tranh nhân dân của Mao Chủ tịch, rồi vận dụng vào thực tiễn Việt Nam. Nếu không có sự viện trợ của Trung Quốc, thì Việt Nam không thể đánh bại đế quốc Mỹ. Ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Nguyễn Văn Linh còn nói, sau khi kháng chiến chống Mỹ thắng lợi, toàn quốc thống nhất, Việt Nam lẽ ra nên tập trung lực lượng xây dựng kinh tế, nhưng đã xuất hiện tình hình khó khăn và phức tạp không ngờ tới. Mười mấy năm sau, Việt Nam càng gian khổ hơn thời kỳ chống Mỹ, đời sống càng ngày khó khăn, đặc biệt đối với quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc xuất hiện khó khăn. Đồng thời, Nguyễn Văn Linh thừa nhận Việt Nam đã làm một số việc không tốt với Trung Quốc, đã sai thì phải sửa. Mong các đồng chí Trung Quốc thông cảm và bỏ qua những chuyện này. Theo đó, hai nước Việt Nam và Trung Quốc là láng giềng xã hội chủ nghĩa. Việt Nam là nước nhỏ, Đảng Cộng sản Việt Nam là đảng nhỏ. Chúng tôi rất cần có sự ủng hộ và giúp đỡ của một nước lớn, đảng lớn như Trung Quốc. Theo tác giả Lý Gia Trung, Nguyễn Văn Linh khẳng định đây là lời thực lòng của ông. Những điều vừa kể trên để chúng ta thấy rằng ban lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam coi trọng điều gì hơn, đó là chủ nghĩa xã hội hay lợi ích của dân tộc. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo.de với bản tin Từ Lê Duẩn chống Tàu triệt để đến sự đầu hàng của Nguyễn Văn Linh. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa Thời báo.de